Sau một tuần hờn dỗi, Mbappe vừa lập kỷ lục ghi bàn nhanh nhất chỉ với 8 giây sau đường truyền của Messi. Wow! Bộ ba PSG đã trở lại. Oh my god! Bộ ba hủy diệt. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng sau khi chơi cùng Messi mùa giải này tôi nhận ra mình đã đúng. À thế à? Gặp bộ ba Man City là tắt điện liền. Trời ghê chưa? Cứ dọn cỗ tận mõm chủ tịch mới vui vẻ được. Quá chuẩn luôn! Đài Loan, chàng sinh viên ship hai đứa bạn thân qua Campuchia để ẵm 1,2 tỷ đồng mặc dù cả ba từng chơi thân 19 năm, coi nhau là ruột thịt nhưng vẫn bị bạn thân bán. Giờ mới thấm câu, tao không bao giờ bán rẻ bạn bè khi chưa được giá. Một tình bạn đắt giá. Quá chuẩn luôn! Hảo bạn thân, phải tao, 400 triệu tao ship cho 10 đứa. Nani? Không bao giờ bán rẻ bạn bè, bán đắt thì được. Ôi trời ơi! 19 năm chỉ để tham khảo giá. Hiện tại mình có mấy đứa bạn, giá có cao hơn tí không ạ? Để bán luôn một lần. Nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Gửi lời cho các bạn của tao, khi nào mà muốn đưa tao đi bán thì nhớ bảo trước để tao chuẩn bị đồ nha. Đợt tao đưa bạn sang Trung Quốc chơi được có 50 củ, sao sang Cam lại được giá thế nhỉ? À đâu? Vãi cả ruột, thế mới thấy, đâu chỉ có thận mới đáng giá, ruột nó cũng bán luôn. Thần dược Panadol, đến bây giờ nhiều người vẫn không biết khi nào dùng loại xanh, khi nào dùng loại đỏ. Xanh là bị biệt khuất, đỏ bị dâu nhé. Màu xanh dùng cho ban ngày, màu đỏ dùng cho ban đêm nhé. What the hell? Mệnh hỏa thì uống màu đỏ, mệnh thủy thì uống màu xanh nha, tâm linh cả đấy, không ngờ tới phải không? Loại xanh giúp bớt đau đầu, sốt, ho, còn loại đỏ thì nó cũng vậy nhưng bị dâu. À, nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Tốt nhất uống cả hai cho đủ âm dương. Hả? Xanh bị matcha, đỏ bị dâu tây, xì tinh, đồng đỏ. À thế à? Đỏ là bùa cho phép những phát đánh thường làm chậm đối phương và gây sát thương theo thời gian. Còn xanh là bùa giảm thời gian hồi chiêu và tăng khả năng hồi năng lượng theo thời gian. À đâu? Chắc là lúc lạnh thì uống loại xanh, lúc nóng thì uống loại đỏ. Kiếp xanh thì uống vị xanh, ỉa ra máu thì uống vị đỏ. Cưới về cũng kêu bằng anh à. Hơn tuổi thì gọi chị chứ. Ví dụ ra mắt bố mẹ, thưa bố mẹ đây là chị sắp cưới của con. Con năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Thưa ba mẹ, con mới tốt nghiệp bằng phi công và tậu luôn một cái máy bay về nhà ạ. Hiểu kiểu gì? Ngủ mà cứ thích văn vở, người ta gọi là vợ sắp cưới ông thần ạ. Có ai giới thiệu, đây là em sắp cưới của con, không hả rời. Xong mai thì lại thưa bố mẹ, nay con và mẹ mới cưới về lại mặt gia đình. What? Em vợ còn gọi bằng anh thì gọi vợ là chị nhằm nhò gì? Ôi trời ơi! Một giáo sư người Hàn Quốc đã phát minh ra bồn cầu có thể chuyển hóa phân người thành năng lượng và trả công bằng tiền mã hóa. Nani? Bố mình bảo học đi sau này không có cứt mà bốc đâu, không ngờ nó đến nhanh thật. Vậy khi
tiêu chảy, tiết lỵ có tính kg cả nước không? Hả? Muốn làm giàu thì mỗi ngày một viên thuốc sổ. Lắp thêm wifi và điều hòa chắc ở định cư luôn. Rồi xong tiêu chảy phát thành đại gia luôn. Cười tới rồi, vợ tao ngày đi ỉa 17 lần. Wow. Chết thật, mình tuần ẻ có 2 lần thì bao giờ cho đủ tiền mua cà phê. Anh chị trong nhóm cho em hỏi chút, cột lệch 6cm như này ảnh hưởng nhiều không ạ? Nhà em 3 tầng. Đi mà hỏi thợ xây, cụ Hồ như tôi biết sao được. Không ảnh hưởng nhiều đâu. What the hell? Hôm nào nắng to nhà nó mệt như này thôi. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, khó khăn dựa vào nhau mà sống. Đúng là con trai của ta. Mà sao nhà ông đổ được, nó chỉ sập xuống thôi. Dán thêm tí băng dính nữa nó mới chắc, không thì bôi ít cơm vào như ngày bé hay dán giấy ý, chắc thật lực. Nhà bạn nhân khẩu đông không? Làm cho những cột khác đều lệch như vậy sẽ thành cân đối thôi. Đổi cốt thép thành cốt tre cho nhẹ, ít ảnh hưởng đến công trình. Không sao, ở tầng 1 thôi, tầng 2, 3 để hết là phòng thờ cho các cụ ở là ổn. 6 thầy trò Tịnh Thất Bồng Lai đồng loạt kêu oan, kháng cáo với các lý do, chỉ ở nhà nấu cơm, không biết bấm điện thoại nên không có tội. Ở này chắc tông Lào Á. Thầy ông nội già nua không ra khỏi nhà, suốt ngày nằm võng. Còn thầy ông nội chạy mô tô nước lạng lách cháy phố là thầy giả trung cộng cài vào nha. Hiểu kiểu gì? Đấy lại có thêm thành viên mới. Vào hang thui. Ở một diễn biến khác, MU đang lấy đà thôi mà anh em. Đừng nghĩ là MU thua, chỉ là MU đang lấy đà bóng lên thôi. À thế à? Trong khi đó MU không cần đá vẫn vươn lên được top 19 trên bảng xếp hạng. Khả năng là hơi đông, anh em ổn định vị trí nhé. MU không phải là một thế lực, MU là một hệ tư tưởng. Quá chuẩn luôn! Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.